Bà Bán Phở xin chào các bạn từ Khâu Vai. Bà Bán Phở đang đứng ở đây là trung tâm của xã Khâu Vai các bạn ạ, là nơi diễn ra chợ tình Khâu Vai. Cách đây là khoảng 2 cây số, đó là Mê Cung Đá, là nơi tổ chức của chợ tình Khâu Vai. Riêng năm 2019 này các bạn thì chợ tình Khâu Vai lại đúng 100 năm luôn, và đặc biệt hơn lại trúng vào dịp lễ lớn, cái kỳ nghỉ dài lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Cho nên là các bạn biết không, mọi người đổ xô về đây, thứ nhất là tránh cái nắng nóng của miền xuôi, lên đây rất là mát mẻ các bạn. Thứ hai là đây là một cái dịp văn hóa ở vùng cao rất là lớn, rồi chưa kể là khung cảnh những cái nơi miền núi đá như thế này thì quá là tuyệt vời nữa, thì đâu có lý do gì để người dân không kéo đến Hà Giang vào đúng cái dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5 này, đúng không các bạn? Chính vì điều đó mà những ngày này, nhất là những ngày diễn ra chợ tình Khâu Vai, thì trung tâm thị trấn Mèo Vạc đã cháy phòng luôn các bạn. Và bà Bán Phở cũng không đặt được phòng vào tối hôm nay, đó là ngày 29 tháng 4, là đêm trước của một ngày. Ngày mai á, là ngày diễn ra cái lễ hội chính của Khâu Vai. Mọi người thường nói rằng là không có. Như vậy thì có hay không? Chúng ta hãy hành trình cùng bà Bán Phở để đi như thế nào các bạn nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu từ chỗ Mê Cung Đá, chợ tình Khâu Vai, chúng ta đi về hướng trung tâm xã Khâu Vai để chúng ta tìm nhà trọ. Bắt đầu các bạn ha. Em đi 4 huyện vùng cao, chỗ nào cũng có học sinh. 4 huyện, huyện Mèo Vạc còn đâu nữa? Mèo Vạc, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn. À. Trước em dạy ở trường dân tộc nội trú. Đó là một cái trường trường của 4-5 huyện vùng cao này. Mình đi xuống cái bảng này xa không Dũng? Chỗ nào ạ? Cái bảng mà mình tính đi á. Đây ạ. À cái đó đó hả? Xuống cái đây, chỗ đó đó hả? Đây là chợ, cái chỗ Khâu Vai, nhà trung tâm xã Khâu Vai nữa đó. Ồ, cái như khu đó đỏ là chợ Khâu Vai á hả? Vâng. Trước thì sân khấu chính ở dưới đấy, nhưng bây giờ nó chuyển. À vậy hả? Các bạn thấy các cô gái hồng mông không? Các em gái này mới đi coi ca nhạc về đó các bạn. Đó, bữa nay mọi người súng xính quần áo đẹp. Tính ra thì trên đây thì đường cũng không có hiểm trở lắm, đường đẹp. Nhưng mà sao nghe cái tên nó xa lạ, nếu mà nó không có chợ tình Khâu Vai thì làm sao người ta biết tới nó ta? Trong khi là thời tiết nó lạnh mát quá trời rồi. Cái này là nó lên đây là đường cục hay nó có thông qua một tỉnh nào khác không? Khâu Vai này thì đường này là đường vào xã này thôi, nó không thông đi đâu. Sao thấy là người giống như du khách, người ta đi ngược ra, tưởng đó là họ đi xuống dưới trước này. À, họ mới đi khám phá trong cái bản Khâu Vai á hả? Vâng. Chỗ đó là kính xe hết à.
đi lang thang ngắm cảnh. Đi làm nông. Ô, người ta đang xây dựng cái gì kia? Cái nhà hai tầng kia là trường mầm non. À, trường mầm non hả? Mà trường học đấy ra ngoài vậy học sinh nó đi học xa thì sao? Ngay ở trung tâm xã đấy mà chị. Ủa, người ta làm cái rào chắn này chi vậy? Đấy, không cho xe xuống. Barrier này không cho xe máy hay là ô tô gì hết. Chỗ này tối nay chỉ là đi bộ thôi. Wow, trời từ xa vậy luôn á hả? Vâng. Chẳng vậy để cho trời ơi, không lẽ cái lượt người nó đông dữ vậy hả em? Tối nay thì kẹt xe, năm nào cũng kẹt xe luôn. Trời ơi, kinh khủng vậy á hả? Vui quá ha. Đấy, chị thấy con ngựa kia không? Con ngựa này để phục vụ cưỡi ngựa chợ tình. Chừng nào mới phục vụ, sao bây giờ hả? Chưa phục vụ? Bây giờ luôn cũng được. Vậy hả? Chị chút nữa đi. Anh ơi, con ngựa này phục vụ luôn chưa? Sao không kêu chị người mẫu nè? Chị thì ngựa sợ rồi. Buổi sáng nó kêu ngựa sợ chị kìa. Dạ, hình như ảnh người Mông, em nói tiếng người Mông với ảnh thử coi. Ừ, thì. Hai người từ đã để ấy lên để em quay một đoạn để anh. Ảnh dễ thương không? Ảnh rất là nhiệt tình, sẵn sàng. Em đi dưới thì anh quay. Nó còn kêu người ta làm diễn viên nữa chứ. Trời ơi, dễ sợ thật. Anh dắt con ngựa, anh đi anh đừng nhìn em. Ủa, nó làm gì? Trời ơi, có ai như nó không trời? Coi đạo diễn kìa. Đạo diễn rồi chịu nổi ổng không á. Rồi, diễn viên chính. Anh người Hờ Mông và con ngựa đã nghe lời đạo diễn một cách rất là nghiêm túc. Bây giờ thì quay ở chỗ kia là chúng ta tiếp tục hành trình. Nếu đông người mà cái cảnh mà kiểu ô tô xe máy thì nó không đẹp. Đạo diễn này rất là khó tính. Đạo diễn đòi hỏi là phải cảnh hoang dã chứ ngựa đi ô tô xe máy không có chịu. Dũng ớn thật. Đấy, cái ngựa đi về chợ tình đấy, hôm qua chị hỏi trong chị nhận xét trong cái clip của em là nhưng mà chị thấy đúng á. Anh bắt đầu từ đâu ta? Anh bắt đầu cái con ngựa đó đi từ rừng đi từ trên sân khấu về miếu. À vậy hả? Xuống đi chợ. Ôi thích quá vậy. Rồi chút nữa vào bóng phở sẽ có một cái hành trình đi ngựa. Cưỡi ngựa chứ không phải đi ngựa. Buổi chiều quay lên hay là đi. Đi trên đấy xuống dưới này họ dắt mà. Ngựa họ dắt. Mà cưỡi ngựa đó họ có thuần hóa gì chưa ta? Ngựa ngon mà. Anh đó hiền quá ha. Nói chung là chị thấy đi Hà Giang, đi Tây Bắc rồi nè, người vùng cao họ rất là thân thiện, nhiệt tình, dễ thương. Trời ơi, bà con bày ra ăn chơi vậy trời. Du lịch hay du lịch? Có rất là nhiều người, nhiều lắm luôn á. Có nhiều người cứ hỏi bà bán phở rằng đó là đi vậy không có sợ hả? Đi vậy không sợ hả? Trời sao mọi người ngộ ghê á, sao không nghĩ là hả? Người ta sợ bà bán phở. Mà cứ nghĩ là hả? Bà bán phở phải sợ người vùng cao. Người vùng cao người ta không sợ, người kinh mình thôi chứ. Người kinh mình kinh lắm. Tới bây giờ mà cũng vẫn rất là nhiều người á, cứ nghĩ là lên đó vùng cao sợ bị bỏ bùa rồi này đó, vui lắm. Chỗ nhà đó bán thắng có ngựa đó nha. Vâng.
tâm xã Khâu Vai. À, tới trung tâm xã Khâu Vai rồi đó hả? Ờ, cơm, phở, bún, thắng cố gì tùm lum nè các bạn. Hết luôn. Bún, phở, mì tôm rồi nè. Ồ. Nói luôn là làm bát phở theo kiểu phong cách dân tộc. Hay quá. Đấy, bây giờ nhìn lên cái nhà cổ. Sân khấu ca nhạc rồi thì có trò chơi dân gian không? Chị biết là quen đó. Dễ thương quá các bạn ha. Bà con đi hả? Có. Cam gì vậy ta? Cam vàng. Ngộ các bạn ơi, sao người ta không bán nước cam cho mình uống ta? Cam này phải cam vùng cao không? Thấy có vẻ là cam vùng cao á, chứ đừng có nghĩ cam Trung Quốc, tại vì bà Võng Phở nhìn thấy có vẻ là cam vùng cao. Bây giờ bà Võng Phở đi hỏi coi có được ở lại trong cái chỗ nhà sàn này hay không, bởi vì tối nay bà Võng Phở vẫn chưa có chỗ ngủ. Mèo vạc cháy phòng rồi các bạn ạ. Hành trình tìm chỗ ở thôi các bạn. Sẵn nó đi xuống nhà dân rồi luôn á các bạn, tại vì mục đích là muốn ở trong nhà dân cho nó vui. Đây cái da đó các bạn coi này, vừa chụp rất đẹp. Ủa chỗ này đông nghẹt luôn. Vậy là chiều hay mai là chỗ này đông nghẹt luôn á các bạn. Bây giờ còn sớm á, mới có bắt đầu thôi, rồi chưa đâu nha các bạn. Ngày mai là chắc mấy chỗ này không có chen chân được luôn á. Ủa xe lù với quay nước này có cả trước đây chỉ đều là đặt cơ bản miễn phí thẳng đi là chính là chủ cái nhà sàn cổ hồi nãy mà bà Võng Phở muốn ở đó, cuối cùng bà Võng Phở cũng thuê được rồi. Hên quá, thuê cho tối nay luôn các bạn, đúng là hai con bằng hơn. Đây nè, những cái món ăn ở đây á cũng giá cũng khá là rẻ. Thắng cố nhiều món đặc sản lắm, Võng Phở chưa ăn, nhưng mà các bạn thấy không, rất là đông khách luôn, và quán thì cũng sạch sẽ đấy các bạn ha. Nhưng mà
và bây giờ bà bán phở chưa ăn đâu. Bà bán phở tiếp tục đi xuống nhà dân. Thực đơn nè, thắng cố bò ngựa 100 ngàn một bát, thịt bò ngựa xào 100 ngàn, thịt gà 150 ngàn một dĩa, cá sông. Cá sông là cái gì không biết nữa, 50 ngàn một dĩa, thịt lợn đen 100 ngàn một dĩa. Đó. Đó, mọi người ăn nè, bà bán phở đang thấy thèm lắm á. Ai? Không có gì á mà hả? Nuối tiếc bằng hả? Thấy người ta ăn ngon, nhìn thấy thèm lắm nhưng mà hả? Phải tiếp tục cái hành trình công việc của mình, chưa có được ăn bây giờ. À, sau lưng bầu bán phở các bạn thấy đó, có những chiếc áo màu xanh giống như là Grab đó các bạn. Đó là những bạn dịch vụ xe đã ôm. À, bầu bán phở thấy ở đây là ta tổ chức rất là chu đáo, đặc biệt là nhiều du khách nói rằng là người ta đã đứng, người ta đến đây nhiều lần nhưng mà chưa lần nào là người ta bị chém chặt các bạn ạ. Rất là hay, đó là cái sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan và ý thức của người dân. Nên chúng ta không thể chờ ý thức người dân, chúng ta phải vận động trước và đe dọa phạt nặng những ai mà có những cái hành vi mà chém chặt khách, thì chúng như vậy thì mới phát triển du lịch được. Đừng vì một chút xíu tham lam, lòng tham thì ai cũng có mà các bạn. Con người mà, con người thì có lòng tham, cho nên là phần còn lại là những người tổ chức phải nhìn thấy được rủi ro đó và phải có biện pháp mạnh, để không thì lại mất công toi hết. Công trình mọi người đổ công để tổ chức chu đáo và những người làm ăn lương thiện lại đều bị ảnh hưởng, thì là nó bất công cho những người làm ăn lương thiện đàng hoàng, đúng không các bạn? Tiếp tục hành trình đi đến bản làng nữa nha các bạn ha. Đây cũng có một cái chỗ người ta bán thắng cố ngựa, nhưng mà cái dạng người ta ngồi bệt dưới đất người ta ăn, chứ không phải là như nhà hàng kia. Cái giá bán của nó là cái nồi thì 600-800 một triệu, cái bát thì 250. Đó, đây là thắng cố ngựa các bạn nha. Đó, người ta ngồi bệt, cái nhà này nó cổ hơn, nó cũng có một cái đặc trưng của riêng nó các bạn ha. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Ở đây cũng là một cái quán ăn, nó nhiều quán ăn lắm, đây cũng vậy, nhiều lắm. Ở đây cũng vậy nè. Ồ, đây có một cái bầy thịt luôn các bạn thấy không? Gười gười. Các bạn thấy không? Gười gười. Ôi tôi hát đi, con ngựa cười nữa chứ. Mình đang nói gười gười, nó kêu con ngựa cười nữa. Gười. Ta, cái quán này nó hơi là đặc biệt đó các bạn ạ. Tại vì người ta nó có một cái quầy thịt sống luôn, quầy thịt ngựa sống luôn các bạn. Nó đặc biệt hơn là những cái quán kia các bạn ha. Ngộ ha. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vô cái hẻm này để xuống nhà dân các bạn nha. Chỗ này cũng có bán cái bánh lạ không ha. Nhưng mà có nhiều cái cũng là lạ, bạn phở chưa thử. Bánh chưng gù thì không biết nó có màu đen giống như người Tày không. Thôi, có nhiều cái còn khám phá quá. Chút nữa bà bán phở sẽ mua thử một cái coi như thế nào các bạn ha. Bán cái gì vậy chị? Bánh kem. À, kem. Cảm ơn chị. Kem da u trong cái thùng xốp đựng chứ mấy chục năm rồi chúng ta mới thấy ha. Đây cũng có nhiều quán nè, có chỗ nghỉ trọ bình dân 70 ngàn một người, có wifi, có nước tắm giặt. Số điện thoại là 0335 438 927. Đó, lỡ mà có ai cần thì cũng có, cho nên là chúng ta cứ thẳng tới đi chợ tình á, thì xung quanh đây cũng có đó nha các bạn. Chỗ khu vực thị trấn Khâu Phai gần với ông với bà, đây cũng cơm phở nước mía nè, bán ăn uống được cũng rất là nhiều, không phải lo. Chứ không phải nhất định là cứ phải ở từ thị trấn rồi chạy vô đâu. Cái này là gì trên cao đó vậy ta, trên đường đi xuống đó ha. Thank you.
Biến luôn các bạn, giống bò bán phở, chứ bò bán phở cũng gốc Hờ Mông ra quá. Rồi như vậy là chúng ta vừa khám phá chợ xong rồi, đây là cũng là những cái hàng quán người ta bán bún phở hủ tiếu thôi. Các bạn thấy đó, bò bán phở rất là may mắn khi mà hả tìm được cái nhà trọ ngay cái hôm trước một ngày tổ chức chợ tình không phải luôn mới ớn chứ không là hả một đám chín đứa tập trung lên đây là lang thang đó các bạn. Nhưng mà không ngờ là lại tìm được đúng cái nhà sàn mà bà bán phở rất rất là thích nữa chứ. Trời ơi, gọi là hay không bằng hơn. Và xung quanh đó có những cái khu vực như vậy nè, nên các bạn hãy cứ mạnh dạn tới Khâu Vai, vẫn còn nhiều chỗ trọ, không nhất định phải ở thị trấn Mèo Vạc đâu các bạn nha. Thị trấn Mèo Vạc thì cháy phòng thế này. Ôi, mọi người đi chợ phiên về đây. Ôi, chiều tầm 3 giờ ấy. Đó là đây là chưa là gì đúng không? Chưa là gì cả. Bây giờ thì đã dạo xong cái khu chợ gần cái chỗ trung tâm xã Khâu Vai các bạn. Bây giờ thì chúng tôi sẽ về để ngày chuẩn bị đi tới xã Bả Vi. Cái chiều nay 3 giờ người ta sẽ có cái khai mạc cái làng văn hóa Bả Vi. Cái làng văn hóa Bả Vi đó các bạn là ở gần Mã Pí Lèn. Bây giờ thì cách đây cách chợ tình Khâu Vai khoảng mấy chục cái số nữa, chắc là khoảng để bà bán phở đoán coi, từ Mã Pí Lèn bà bán phở về trung tâm Mèo Vạc là 10 cái số hơn, rồi từ trung tâm Mèo Vạc lên đây là hơn khoảng 25 cái số nữa, không biết từ đây giờ đó 35 cái số sao. Ok, cứ đi thôi các bạn, bọn phở mới leo dốc một xíu thôi mà mệt bá thở rồi. Đây sau lưng bọn bán phở này, đây là cái nhà đá cổ này các bạn. Các bạn ơi, sau lưng bọn bán phở đó chính là nhà đá cổ đó các bạn. Như vậy là các bạn vừa xem xong video về cái hành trình tìm được cái nhà trọ ngay trước ngày khai mạc mới là hấp dẫn đúng không các bạn. Ngày mai là lễ hội chính, hôm nay là cháy phòng ở Mèo Vạc, mà chúng tôi lại là may mắn tìm được tới 9 chỗ cho 9 người luôn á, mà lại là ngay một cái nhà sàn cổ của trung tâm của xã Khâu Vai, cách Mêu Cung Đá chỉ có 2 cây số, rất là gần cái đường vào Miếu Ông Miếu Bà luôn. Trời ơi, đó là cả một cái sự may mắn vô cùng luôn đúng không các bạn. Cho nên đây là thêm một kinh nghiệm. Trước đây bà bán phở không hề nghĩ rằng là chúng ta có thể tìm nhà trọ ngay thị trấn Khâu Vai, ngay xã Khâu Vai, mà ai cũng nói rằng là phải ở ngay thị trấn Mèo Vạc. Thì bây giờ qua video này các bạn thấy rồi đó.
khám phá và ở trong nhà dân hoặc là ở nhà trọ, rất là nhiều nhà trọ ở trong này. Nhưng mà lẽ ra chúng ta nên tìm sớm nha các bạn, chứ đừng để như bào bóng phở, chẳng qua bào bóng phở may mắn thôi. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo, đó là khám phá làng người Hờ Mông ở Bả Vi mới vừa khai trương. Trong chiều nay 3 giờ ngồi ta sẽ làm lễ khai mạc. Bây giờ bào bóng phở xin tạm biệt mọi người. Bye bye.